Xin kính chào quý vị các bạn. Tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long bên một mẫu xe. Nó đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây khoảng tầm gần một năm rồi. Đó chính là Toyota Wigo. Với giá bán rẻ, thương hiệu lớn và cũng khá dễ hiểu khi Toyota Wigo có thể bán ra trung bình ở mức 500 đến 600 xe một tháng. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì tổng số xe Wigo bán ra trên thị trường đã hơn 5.000 xe. Và hôm nay sau khi tổng hợp rất nhiều cái ý kiến của khách hàng thì tôi sẽ chia sẻ một cái video clip 5 điểm khen và 5 điểm cũng đáng để chê trên mẫu xe Toyota Wigo này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút. Đầu tiên tôi sẽ nói đến những điểm mà chúng ta khen về mẫu xe này. Thứ nhất thì đây sẽ là một mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và dĩ nhiên rồi. Đáp ứng cả về yếu tố kỹ thuật cũng như tâm lý thì xe nhập khẩu lúc nào cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với xe lắp ráp trong nước. Và Toyota Wigo là một mẫu xe được nhập nguyên chiếc từ Indo. Đấy là một điểm cộng đầu tiên. Điểm cộng thứ hai chúng ta sẽ phải kể đến đó chính là cái khối động cơ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố thì Toyota Wigo nó chỉ tiêu thụ khoảng 5,3 lít cho 100 km đường hỗn hợp, 6,87 lít xăng cho 100 km đường đô thị và đặc biệt chỉ tốn 4,36 lít cho 100 km đường cao tốc, đường trường. Đó cũng chính là lý do mà dẫn đến việc Toyota Wigo được rất nhiều các doanh nghiệp taxi điển hình như là MyLink, người ta sử dụng rất nhiều trong cái việc chạy kinh doanh vận tải. Bây giờ thì chúng ta ngó qua một chút về cái khoang động cơ của mẫu xe Wigo này. Toyota Wigo thì xuất hiện tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, đó chính là 1.2 số sàn và 1.2 số tự động. Đây là khoang động cơ của Toyota Wigo. Ở đây chúng ta có thể nhận thấy cái công nghệ quan trọng nhất đó chính là Dual VTTI, điều phối van biến thiên thông minh kép. Điều này sẽ dẫn đến cái việc mà thời điểm đóng và mở của van nạp và van xả rất là hợp lý. Chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiên liệu ở mức độ tối đa, không có dấu hiệu của việc mà thừa thải nhiên liệu trong một cái quá trình đốt. Điều này sẽ dẫn đến việc mà Toyota Wigo sẽ rất là tiết kiệm nhiên liệu. Đó chính là điểm cộng thứ hai về mẫu xe này. Cũng không thể nói qua đến điểm cộng thứ ba được, đó chính là về thiết kế. Như các bạn đang quan sát, đây là phần đầu xe này. Đó, tổng thể của mẫu xe này thì chúng ta sẽ dài khoảng 3m660. Và đây thì chúng ta sẽ thấy một số cái chi tiết thiết kế ở phần ngoại thất rất là đẹp. Ví dụ như là chúng ta sẽ có sẵn một cái cụm đèn halogen projector, mặc dù chỉ đèn halogen thôi nhưng chúng ta sẽ có sẵn cái đèn projector rồi. Những cái thanh mạ chrome như thế này kết hợp cùng với cái lưới tản nhiệt được thiết kế rất là góc cạnh. Và đặc biệt là đèn sương mù cũng đã được trang bị trên cả hai phiên bản số sàn và số tự động. Đây cũng là một trong những cái điểm rất đáng khen của cái mẫu xe Toyota Wigo này. Đó chính là điểm cộng thứ ba của phần thiết kế. Phần thiết kế thì chúng ta còn có hai điểm mà tôi muốn nói đến với các bạn nữa. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một bộ la răng đúc 14 inch và dành cho cả phiên bản số sàn cũng như là phiên bản số tự động. Khác biệt một chút so với các phiên bản của đối thủ khác trên thị trường, ở phiên bản thấp nhất thì thường sẽ không được trang bị bộ la răng đúc như này đâu. New Wigo thì đã được trang bị toàn bộ rồi. Đó, phần thiết kế thì chúng ta cũng xem qua một chút về phần đuôi xe đi. Đây chính là cái phần đuôi xe của Toyota Wigo này. Thì như các bạn đang quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có toàn bộ những cái cụm đèn giả LED rất là góc cạnh 3D. Nó được thiết kế nổi bật hoàn toàn so với cái phần đuôi xe. Cánh hướng gió cũng đã được trang bị. Đèn sương mù phản quang phía sau cũng đã được trang bị đầy đủ. Và đặc biệt các bạn lưu ý này, hệ thống cảm biến lùi đó, đều được trang bị trên đầy đủ hai phiên bản số sàn cũng như là số tự động. Đó là ba điểm cộng trên mẫu xe Toyota Wigo. Thứ nhất chúng ta có thể kể đến xuất xứ sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc. Thứ hai, một thiết kế rất đẹp. Thứ ba, một khối động cơ bền bỉ, vận hành tốt và rất là tiết kiệm nhiên liệu. Còn lại hai điểm cộng nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn sẽ nằm ở trong thiết kế phía trong này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào trong khoang cabin để tìm hiểu hai cái điểm nổi bật, điểm đáng khen của mẫu Wigo này như thế nào. Mời các bạn. Điểm đáng khen đầu tiên đó chính là Toyota đã rất biết cách kết hợp những các chi tiết tưởng chừng như là nhỏ nhưng nó lại thay đổi rất nhiều về cái không gian trong xe. Thứ nhất, chúng ta sẽ có một cái ghế với cái viền này rất mỏng này. Đó. Điều này sẽ vô tình tạo ra cái việc mà khoang để chân rất là rộng rãi. Thứ hai nữa, cái diện tích kính này nó lớn hơn rất nhiều so với các đối thủ khác khi mà chúng ta so cùng trên diện tích của cánh cửa. Điều này sẽ dẫn đến việc mà chúng ta sẽ có một cái khoang không gian rất là thoáng khi mà các bạn ngồi trong cái mẫu xe, cái mẫu khoang cabin của chiếc Toyota Wigo này. Đó chính là điểm thứ tư mà tôi muốn nói đến về cái thiết kế tiện nghi cũng như là
cái cảm giác rất là thoáng dành cho một cái mẫu xe hạng A cỡ nhỏ. Điểm cuối cùng tôi muốn nhắc đến ở đây đó chính là tính năng an toàn. Kể cả trên phiên bản thấp nhất chính là phiên bản Toyota Vios số sàn thì chúng ta cũng đã được trang bị sẵn những cái tính năng an toàn mà không phải cái mẫu xe nào bản thấp ở Việt Nam cũng có. Có thể kể đến như phanh ABS 4 bánh, hệ thống hai túi khí dành cho cả tài xế và hành khách phía trước. Đó là những điểm cộng rất là đáng khen trên cho mẫu xe Toyota Vigo này. Rồi, đấy là về 5 điểm cộng đáng khen. Và bây giờ thì chúng ta đến 5 cái điểm đáng chê mà khách hàng cũng đã phản hồi rất nhiều. Vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ đi từ bên ngoài vào bên trong để xem là cái mẫu xe Toyota Vigo này khách hàng người ta phản hồi vấn đề gì nhiều nhất. Và tại sao cho đến thời điểm hiện tại thì Toyota Vigo vẫn chưa thể vượt được i10 ở trong phân khúc xe hạng A bán chạy nhất Việt Nam. Mời các bạn. Đây chính là điểm đầu tiên. Điểm đầu tiên khi chúng ta tiếp xúc với mẫu xe này. Lẫy mở cửa. Một cái tay nắm cửa có thể nói là đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây khá lâu rồi, trên những cái mẫu xe Kia Morning đời 2008 hoặc 2009 thì cái kiểu thiết kế như thế này nó cũng đã tồn tại. Thật ra thì kiểu thiết kế này nó cũng không phải chỉ có mỗi điểm để chê đâu. Nếu như thế này thì tôi khẳng định các bạn là nó rất bền và đúng theo cái tiêu chí bền theo kiểu của Toyota Việt Nam. Nhưng nói gì thì nói, điểm này là một điểm đáng chê, chúng ta cần phải cải thiện. Đây là một. Thứ hai, điểm tôi không hài lòng thứ hai đó chính là nằm ở cái vị trí mở cốp này. Ở đây các bạn sẽ không có lấy mở cốp nhá. Nếu muốn mở cốp ra, một các bạn sẽ cắm chìa khóa, hai là chúng ta phải mở bằng cái lấy mở cốp ở phía trong, phía gót chân trái của người lái. Đây là hai điểm mà tôi cảm thấy chưa ý trên cái mẫu xe Toyota Vigo này. Còn lại ba điểm. Ba điểm này thì lại hầu hết tập trung ở phía trong. Đó. Thứ nhất này. Đây, tôi sẽ ngồi ở đây để cho các bạn xem. Chúng ta có điểm đầu tiên mà cần phải lên án. Mặc dù này, cái phần này nó mỏng hay dày ấy, thì tôi nghĩ là nó không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng cái phần tựa đầu này, đây các bạn quan sát, tôi sẽ dựng lên một chút đây. Tựa đầu này, đó. Tựa đầu liền như thế này thì tạo cho chiếc xe có một cái cảm giác là có một bộ ghế thể thao. Nhưng về tính năng an toàn cũng như là sự thoải mái tiện nghi tùy theo chiều cao của hành khách cũng như là tài xế thì điều này không được khuyến cáo. Như thế này này, chúng ta về cơ bản mặt kỹ thuật cũng như yếu tố thẩm mỹ tôi đều cảm thấy không hài lòng. Đó chính là điểm thứ ba. Điểm thứ tư thì đây, mời các bạn. Cái chúng ta mà cầm nắm nhiều nhất chỉ sau cái vô lăng đó chính là cái cần số. Đây các bạn nhìn thấy này, một gang tay tức là khoảng 20 phân kể từ phần yên ngựa mà kéo dài cho đến đỉnh của cần số. Cái này thì thật ra không mới này, nó đã xuất hiện ở Việt Nam rồi. Đó là dành trên những cái mẫu xe Chevrolet Spark. Ở thời điểm khoảng 2011 hoặc 2012 thì mẫu xe này cũng đã, cái thiết kế như thế này cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng mà về cơ bản thì nó rất là lạc lõng, nó không, thật sự nó không phù hợp với cái yên ngựa này. Nếu được ấy, thì chúng ta hãy thiết kế cái yên ngựa này cao lên một chút này, cần số ngắn lại, tạo cho chiếc xe có một cái cảm giác nó có gì đó nó bề thế và nó thuận tiện hơn, rút ngắn cái phần này lại. Đó. 4 điểm tôi không thấy hài lòng rồi. Và điểm cuối cùng nó sẽ nằm ở cái hàng ghế thứ hai kia. Ở hàng ghế thứ hai này này, chúng ta sẽ chỉ có gập như thế này thôi. Đó. Thông thường ấy thì trên các mẫu xe khác chúng ta sẽ có cái tỷ lệ gập là 60-40. Nó sẽ thuận tiện hơn rất nhiều trong những trường hợp mà chúng ta di chuyển 3 người mà muốn mở rộng thêm cái khoang hành lý. Còn nếu gập như thế này thì nó cũng không thuận tiện cho lắm. Rồi, đó là 5 điểm mà khách hàng tổng hợp nhiều nhất khi mà chúng ta quyết định xuống tiền để mua cái mẫu xe Toyota Vigo này. Còn đây, tôi mời các bạn xem qua một chút về cái khoang cabin đi. Sẽ có nhiều bạn nói rằng à, thiết kế như thế này thì xấu quá rồi, là ghế nỉ nọ kia. Thì tôi cũng xin phép đính chính một chút. Có nghĩa là ở cái tầm giá 345 triệu cho phiên bản số sàn và 405 triệu cho phiên bản số tự động ấy, thì thật sự là ở phân khúc hạng A này, chúng ta sẽ dựa trên cái yếu tố có thể nói là đánh đổi khi chúng ta sở hữu một cái mẫu xe hạng A giá rẻ. Được cái nọ thì sẽ phải mất cái kia. Ở chiếc xe này, chúng ta được phần quan trọng nhất đó chính là động cơ, hộp số và hệ thống khung gầm cũng như là an toàn. Bù lại chúng ta sẽ mất đi những cái gì? Tiện nghi, chắc chắn các bạn sẽ bị mất. Chúng ta không thể có một cái chìa khóa thông minh, một cái lẫy mở cửa thông minh ở đây được. Chúng ta cũng không thể có một cái vô lăng mọc da xịn sò hay như thế nào đó. Bù lại, chiếc xe này thì nó lại rất hợp lý đối với những khách hàng ưa chuộng cái sự tiện lợi
cái sự tiện dụng mà đôi khi nó mang tính quá thực dụng của Toyota tại Việt Nam. Hiện tại mẫu xe Toyota Wigo này thì đang được Toyota Thăng Long bán ra với giá là 345 triệu cho phiên bản số sàn và 405 triệu cho phiên bản số tự động. Đi kèm với chương trình khuyến mại trong tháng này nó đã dao động khoảng tầm từ 40 đến 45 triệu đồng và có hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại cũng như thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đã đính kèm trên video để được phục vụ và báo giá chính xác nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.